Hồng Dưa Si bít. Dương Mịch và Địch Đại Nhật Ba đóng phim bách hợp. Dương Dương xác định phim mới. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong sơ biết hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Thứ nhất, Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác với Cung Tuấn. Phần phim Vương Quyền nằm trong bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương về cơ bản đã quyết định chọn công tuần đóng vai nam chính. Gần đây có tin Triệu Lộ Tư cũng đang tiếp xúc với bộ phim này. Nhưng nếu so với công tuần thì chuyện Triệu Lộ Tư có nhận lựa chính hay không thì chúng ta cứ phải đợi thêm một thời gian nữa. Ngoài ra bộ phim Tinh Hán Sán Lạ ra Triệu Lộ Tư bằng Hồ Lội Đóng Chính cũng đang có kế hoạch chiếu đài. Cho nên hiện tại hai người họ sẽ tích cực hợp tác để tuyển chuyển cho bộ phim này. Hoắc Kiến Hoa muốn tài xuất Nhìn sự nghiệp của Lâm Tâm Như ở Đài Loan đã khởi sắc trở lại, mà Hoa Kiến Hoa cảm thấy khá rối bời. Năm xưa giữa Hoa Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả, chủ yếu là do xung đột lớn giữa đoàn đội hai bên. Chính vì thế nên sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như đã ngay lập tức dẹp luôn đoàn đội của Hoa Kiến Hoa. Chưa có điều Hoa Kiến Hoa vẫn còn giữ liên lạc với người quản lý trước đây. Hoa Kiến Hoa biết năm xưa anh ấy ở trong làng giải trí, có thể nổi lên được đều nhờ người quản lý này. Địch nghệ Nhật Ba Dương Mịch đóng phim Bách Hợp Gia Hành hiện đang chuẩn bị một bộ phim bách hợp song nữ chủ. Phía bên lãnh đạo muốn để cho Dương Mịch và địch đại Nhật Ba hợp tác lần này. Phim mới của Dương Dương đã được xác định chưa? Dương Dương có khả năng cao sẽ nhận một bộ phim phá hoa nhân gian của tôi. Quý một năm sau sẽ khai mại và hiện tại vẫn đang lựa chọn nữ chính. Tài nguyên phim truyền hình của Dương Dương rất tốt. Anh ấy cũng là một người biết tranh đấu. Có nhiều bộ phim truyền hình là do tự Dương Dương tranh được hoặc cũng có thể đạo diễn nhà sản xuất muốn mời anh ấy diễn. Cho nên fan không cần phải lo lắng tài nguyên của anh ấy đâu. Hiện tại Dương Dương sẽ không chỉ tập trung cho mỗi phim truyền hình, về sau anh ấy vẫn sẽ tiếp tục đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên anh ấy vẫn chưa tìm được kịch bản điện ảnh nào cho thích hợp nên cứ từ từ tạm thời đóng truyền hình trước đã. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog, cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.